sẽ giúp cho bạn nhập trực tiếp ngày tháng năm trong Excel. Thậm chí nó còn tự động hiển thị cho bạn đây là ngày thứ mấy ở trong tuần như thế này. Thử ngay nha. Đầu tiên thì các bạn hãy vô cho mình thẻ developer ở đây. Sau đó mình sẽ vô phần add-in. Tiếp theo sẽ search cho mình chữ date. Và mình sẽ chọn dòng đầu tiên ở đây nhé. Sau đó bấm continue. Bây giờ thì các bạn chỉ cần click cho một ô bất kỳ, sau đó chọn ngày thì nó sẽ hiển thị như thế này nhé. Để mà xuất hiện thứ thì các bạn hãy sử dụng hàm if cho mình ha mọi người. Bấm bằng if mở ngoặc. Chúng ta sẽ để nếu ô giá trị ngày tháng năm này bằng 0, là giá trị ngày tháng năm nhỏ hơn ngày 1 tháng 1 năm 1900, như vậy thì mình sẽ trả cho nó về là khoảng trắng nha mọi người. Còn nếu mà giá trị của nó lớn hơn năm 1900, như vậy thì chúng ta sẽ trả về hàm test bằng cách là bấm test mở ngoặc, chọn giá trị ngày tháng năm ở đây, rồi các bạn sẽ hiển thị là đây nha mọi người. Đóng mặt lại thêm một lần nữa, bấm enter. Bây giờ mình sẽ kéo xuống cho toàn bộ bảng này nhé. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần nhập vô một ô bất kỳ ngày tháng năm thì lập tức là cái ngày tháng năm này nó sẽ chạy nha mọi người. Mình có thể kéo qua tháng sau cũng được luôn ha. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ với mọi người sẽ hữu ích. Follow kênh của mình để biết thêm nhiều về Excel hay hơn nha.